Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng tất cả quý vị anh chị đã quay trở lại với Long Biên Chắc của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ekip Long Biên Chắc của chúng tôi đang có mặt tại nhà máy Trường Giang. Tôi xin phép được giới thiệu qua cho quý anh chị và các bạn biết đây là khu vực kiểm tra lần cuối của nhà máy Trường Giang trước khi những chiếc xe được đưa ra thị trường. Sumo cabin kép, sản phẩm rất mới của Trường Giang đang được kiểm tra. Đây là khu vực kiểm tra gầm các bạn ạ. Đây, những người thợ kỹ thuật sẽ xuống đây và kiểm tra lại những cái chi tiết máy móc, những cái con ốc, những cái đường phanh, đường dầu, xem có cái gì sai sót không để kiểm tra lại một lần cuối. Vâng, đây nữa, máy phô tông và ra tua T3 các bạn ạ. Đây cũng là một chiếc Sumo. Đó. Thì sẽ được các người thợ kỹ thuật mang ra đường chạy thử. Đây là nhà máy có đường thử các bạn nhé. Và cho vào khu vực này để kiểm tra lại những cái con ốc. Con ốc hen gì là sẽ được thay. Những cái gạt mưa. Rồi thì côn phanh, số má, máy móc. Tất cả đều được các kỹ sư của nhà máy kiểm tra rất là kỹ càng trước khi giao cho đại lý. Đây là một con Trường Giang 8 tấn 2 cầu dầu, cầu lắp các bạn ạ. Hai cầu lắp đang được các người thợ kiểm tra lại lần cuối. Đó. Mà quý vị có thể quan sát, nó sẽ qua bàn tay của những người thợ lành nghề của nhà máy, những bác kỹ sư sẽ làm cho chiếc xe trở lại mới, hoàn hảo và máy móc chạy một cách chuẩn chỉ nhất. Từ côn phanh, ga, số, tất cả mọi thứ, khung gầm đều mới 100% để có thể xuất cho các đại lý và đến tay người tiêu dùng. Như vậy mà những cái sản phẩm nhà máy Trường Giang xuất ra thị trường nó sẽ có một chất lượng rất là cao các bạn ạ. Đây là một con 8 tấn 1, 2 cầu và là cầu dầu. Cũng đang được các bác thợ kiểm tra lại lần cuối. Đó, cầu dầu 8 tấn 1 Trường Giang. Sản phẩm khá là hiếm hoi trên thị trường, rất là đẹp, sơn xi từng con ốc một các bạn nhé. Các bác thợ kiểm tra từng con ốc một, lốp lắp, máy móc, hơi, tất cả các bác đã vận hành thử một lượt, có sai sót là các bác ấy sửa lại ngay. Đây là khu vực kiểm tra bằng con người, còn khu vực kiểm tra bằng máy móc ở bên trong chúng tôi không vào được các bạn ạ. Trong đấy nó có những cái yêu cầu rất là khắt khe, nên là chúng tôi không được phép vào. Có những cái thiết bị rất nhỏ thôi nhưng mà rất đắt tiền, không thể vào được các bạn ạ. Đây cũng là em 8 tấn 1 2 cầu này, cầu dầu. Quý vị có thể nhìn thấy cái độ mới của chiếc xe. Khung gầm, chassis, lốp dự phòng, bình nhiên liệu, lốp Chagano các bạn nhé, lốp rất đẹp của Thái đấy, lốp của Thái đẹp chưa, chassis này, đèn đóm này, đấy, đây là khu vực kiểm tra thô, còn kiểm tra kỹ thuật thì nằm ở trong xưởng, rất tiếc là không vào được các bạn, đấy, quý vị nhìn thấy độ chắc chắn của xe Trường Giang, nhíp khủng,
nhìn bó nhíp mới các bạn thấy thích không? Thấy thích thì liên hệ ngay với tôi nhé. Đấy, nhíp này, cầu dầu, hơi lúc kê, khá chất lượng. Này, nước sơn này các bạn này, nước sơn bóng loáng luôn, soi gương được. Đó, rất đẹp, không còn một chi tiết nào lỗi lầm gì ở đây nữa, hoàn toàn ok. Chiếc xe này buổi chiều hôm nay sẽ giao về đại lý các bạn, 8 tấn mốt. Hiện tại những chiếc xe cầu dầu, những cái xe hai cầu thì hàng đã khá là hiếm rồi. Đây là một lô 3 chiếc xe hai cầu được một đại lý ở Long Biên đã nhập về để chuẩn bị giao tới tay khách hàng. Cabin phao đây, nhà máy đã bôi dầu bảo quản để cho chúng ta về chạy được lâu hơn, không bị hen gì các bạn này. Đó, chúng ta đi qua một vòng xem nhé, đẹp không? Không có một chi tiết nào để chê trách. Đã lên cấp độ nhà máy rồi, người ta làm cẩn thận lắm các bạn ạ. Đó. Và ra tour T3 1.2. Đây là một dòng xe mới này, quý vị các bạn có thể cũng chưa biết. Đây là một dòng tên là Sumo, sử dụng máy phao của nhà máy Trường Giang lắp ráp, tiêu chuẩn 4 chỗ ngồi và thùng hàng ở đằng sau cũng khá rộng. Tôi cũng chưa biết chính xác tải trọng của chiếc xe này, nhưng mà nhìn thế này chắc nó cũng rơi vào tầm 8 tạ đến 1 tấn các bạn. Xem khung gầm nó chắc chắn không? Khá tốt, nguyên các bạn, rất đẹp luôn. Đột nhập vào nhà máy thì mới thấy là độ chất của những chiếc xe tuyệt vời. Đó, khung gầm chiếc xe Sumo. À đây nữa, một số những chiếc xe nhỏ của nhà máy Trường Giang đó đã được kiểm tra xong các bạn ạ. Đây, một số chiếc xe đã được kiểm tra xong và lái xe là chuẩn bị là xuất xưởng. Đây có lẽ cũng là một mẫu xe khá mới mà quý vị các bạn chưa tiếp cận được. Veratour V55, một chiếc xe van hai chỗ với kích thước thùng hàng rất rộng, màu rất đẹp và làm ngoại thất khá là ok. Đây, mà quý vị có thể quan sát qua vào nội thất. Đó, nó giống một chiếc xe con các bạn ạ. Ghế được bọc da và thiết kế khá là thể thao, rất đẹp. Màu xanh là màu xanh lá cây. Động cơ 1.5 Veratour. Đèn đóm đằng trước làm rất là sắc nét này. Động cơ Photon. Đấy, quý vị có thể quan sát qua cái thùng chở hàng, khoang chở hàng rất rộng. Chiếc xe này vừa chở hàng mà có thể chở người yêu đi chơi được các bạn ạ. Tôi thử ra xem mở được cốp xe mà. À, nhưng mà không có chìa khóa để trên kia rồi, không mở được các bạn. Rộng lắm. Đây, quý vị có thể quan sát. À, mở được. Chạm mệt, chạm là mệt đấy. Rồi. Ti thủy lực. Rất đẹp. Sàn được lót da các bạn ạ. Quá tuyệt vời. Một chiếc xe hoàn toàn mới. Và đã tour V55. Quý anh chị chắc là chưa biết đến chiếc xe này. Nếu mà muốn biết chi tiết về chiếc xe này hơn thì hãy liên hệ với công ty chúng tôi nhé. À, thì thủy lực đẩy mạnh ghê. Rồi. Đó. Thằng này là hai con Veratour T3 thôi. Chắc quý vị cũng biết đến dòng đấy rồi. Không có gì nữa. Đây là bãi xe ben này các bạn này. Quy mô hoành tráng. Đó. 8 tấn 1, 8 tấn 3. 8 tấn rưỡi. Có cả 9 tấn 2 các bạn ạ.
một số cái xe chassis, xe thùng 4 chân đang được đưa vào chuẩn bị kiểm tra này các bạn này. Chiếc xe này có tải trọng là 17,9 tấn, cabin Trường Giang rất đẹp luôn, Trường Giang New Power, xe chassis đã được kiểm tra phần kỹ thuật và đưa ra đây để kiểm tra lại phần ngoài của nhờ các kỹ sư. Máy móc thì đã được kiểm tra rồi, bây giờ sẽ cho ra chạy đường thử và kiểm tra lại những cái con ốc hoen dỉ và sẽ thay thế những con ốc mới. Tuyệt vời, quá đẹp các bạn ạ. Mười bảy tấn chín gấp 12. Đây là một con 4 chân nữa. Toàn những chiếc xe đẹp, có cả những chiếc rất hiếm trên thị trường. Vâng, cả chiếc 4 chân nữa này, khá là chất lượng các bạn ạ. Tại đây còn tồn tại những cái chiếc xe mà hàng khá là hiếm trên thị trường. Thì quý vị anh chị mà có nhu cầu hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi để có được những chiếc xe chất lượng. Dắt xe ra khỏi cổng nhà máy là đã đến tay người tiêu dùng luôn các bạn ạ. Sản phẩm mới 100% với tiêu chuẩn nhà máy. Xin chào và hẹn gặp lại.